Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, hai đôi chép JBL và anh Mỹ đã về với hai bác khách. Vâng, đầu tiên là anh Bùi Tiến Dậu ở thành phố Hòa Bình ạ. Vâng, đôi chép JBL. Vâng, và thứ hai là anh Thanh ở Hồ Chí Minh. Vâng, anh Thanh ở Hồ Chí Mình cũng lấy cho mình một đôi chép siêu chép JBL và anh Mỹ. Vâng, thì em đang test cho anh hai anh hai đôi đấy ạ. Vâng, bên em đang bày phía trước. Vâng, thì đây là chúng ta đang trải nghiệm cái tiếng siêu chép JBL ST200. Đây là bản bãi của Mỹ, rất là hay, hỗ trợ cho những bộ dàn karaoke còn thiếu giải chép hoặc là những cái lời ca tiếng hát chưa được sáng, thì chúng ta thêm một đôi loa siêu chép như thế này thì đặc biệt là hay. Và đặc biệt nữa là cái này chống cháy tuyệt đối, không bao giờ cháy, được thiết kế nhà sản xuất không bao giờ cháy. Em đang đấu từ những đẩy công suất rất là lớn, 800W, và cái chép này có 400W thôi ạ. Vâng, đánh không bao giờ cháy mà mình đang chạy cả ngày cả đêm ạ. Thì chúng ta đang trải nghiệm tiếng chép đấy ạ. Vâng, những giải thanh âm cao nó được lan tỏa vì trong này nó đánh phóng ra xa, nghe rất là tơ và mịn. Vâng, chúng ta siêu chép bây giờ, đây là bản Mỹ đây các bạn, bản sản xuất tại Mexico đây các bạn nhé. Vâng, các bạn yên tâm, đây là hàng bãi Mỹ zin cho các bác và được thiết kế bằng cái khung hộp rất là chắc chắn, sạch sẽ và rất dễ phối ghép với bộ dàn karaoke và rất dễ để trưng bày vì nó rất là đẹp. Các bạn thấy không ạ, những tiếng thanh âm cao được tái tạo bởi cái loa siêu chép này cực kỳ là tinh tế, rất là chi tiết, không bao giờ gây chói tai. Vì đây là dòng chép hỏa tiễn trong được làm bằng titan, không bao giờ chói tai các bác ạ. Rất nhiều bác khách đã lấy Zika Audio những đôi siêu chép này, khách phản hồi rất tốt, rất hài lòng về những sản phẩm mà Zika Audio cung cấp. Màu trắng rất đẹp ạ. Vâng, sau đây em sẽ test thêm một đôi trên, là hai đôi của hai anh từ bên em test luôn một thể nhé, test chung video luôn ạ. Vâng, em sẽ test đôi trên nhé ạ. Rồi em tháo ra, các bác sẽ cảm nhận được ngay ạ. Vâng, ok rồi các bác. Vâng, hai chép phía trên em đã kết nối và các bác thấy mà em lấy dây tín hiệu ra thì nó tối đi rất là nhiều. Còn em kết nối lại hai dây tín hiệu của hai đôi, một đôi thì là sáng hơn. Các bác thấy mà bằng sự thay đổi hoàn toàn khi mà thiếu giải chép, ta nghe nó rất bí. Còn hai đôi của hai em đang hoạt động rất là ổn định ạ. Hai đôi là siêu chép JBL mặt trắng, được làm bằng hộp màu cà phê rất đẹp. Và hiện tại hai đôi siêu chép của anh Bùi Tiến Dậu và anh Thanh đang hoạt động ổn định nhé. Và sẽ đem xin phép được bỏ ra cho những bên đóng hàng ạ. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty chúc hai anh và gia đình sức khỏe và chúc hai anh luôn thành công ạ. Cũng xin chào hai anh và hẹn gặp lại ạ.